thì Bitcoin là một loại tài sản rất là mới các bạn. Đối với Thuận nên thì Bitcoin chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là trở về con số 0, không là gì hết, tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm và chúng ta thất bại. Còn hai là Bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản cực kỳ đáng giá, là một vàng điện tử. Hello hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Các bạn cũng đã biết là trước đây đó Thuận tư vấn cho rất nhiều công ty, và một trong những công ty mà Thuận tư vấn đó chính là ngân hàng Morgan Stanley các bạn. Và đặc biệt đó là tư vấn cho bộ phận gọi là Private Wealth Management, có nghĩa là cái bộ phận quản lý tiền cho những người mà thật sự giàu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là bộ phận đó, nếu như mà các bạn muốn là khách hàng của Private Wealth Management của Morgan Stanley đó, các bạn cần phải có 25 triệu với Morgan Stanley. Để Thuận đọc lại, 25 triệu với Morgan Stanley, chứ không phải là các bạn có tổng tài sản 25 triệu. Các bạn cần phải có dư 25 triệu đưa cho Morgan Stanley thì mới có thể được làm khách hàng. Và khi mà Thuận đọc một số những cái lần mà họp đó, giống như là những cái người tư vấn tài chính thì họ họp với lại những người mà có tiền đó, giống như là hai lần mỗi năm hay gì đó, để mà cung cấp những cái cập nhật mới, để mà cung cấp chiến lược mới cho những cái người mà có tiền. Thì những người có tiền thì họ cũng nêu ra những cái sự lo lắng của họ. Và các bạn cứ nghĩ những người mà họ có dư tiền nhiều như vậy đó thì họ có lo lắng gì? Thật ra cái lo lắng của họ là không đủ tiền các bạn. Đó là lo lắng đầu tiên. Hầu như là những người mà có 25 triệu, 50 triệu, thậm chí là cả 100 triệu, họ nghĩ là họ không có đủ số tiền cần thiết để làm gì mà họ cần làm. Nhưng mà đó là lo lắng đầu tiên. Lo lắng thứ nhì đó là khi mà họ có nhiều tiền như vậy, họ rất là lo sợ có những cái sự kiện mà những người như Thuận và các bạn đó hầu như là không nghĩ đến. Giống như đó là những cái sự lo lắng vu vơ thôi các bạn. Giống như là họ lo sợ một ngày nào đó đột ngột mà có chiến tranh xảy ra ngay trên nước Mỹ này, thì tài sản họ sẽ ra sao. Họ rất là lo lắng là mất tài sản các bạn. Khi các bạn không có tiền thì các bạn làm mọi thứ để có tiền. Khi bạn có tiền rồi đó thì các bạn lại lo lắng làm sao để mà quản lý được số tiền đó mà không bị mất đi. Thì họ cũng vậy mà thôi, họ lo lắng đủ thứ chuyện hết các bạn. Nhưng mà một trong những chuyện mà họ lo lắng đó là những cái sự kiện xảy ra mà họ không lường trước được. Lỡ như mà lãi suất tăng cao thì sao? Lỡ như mà chúng ta có sự kiện này sự kiện kia thì sẽ như thế nào? Cho nên vì lý do đó đó, họ rất là quan trọng về việc là đa dạng hóa. Họ có thể đầu tư bất cứ một mảng nào, cho dù là họ không hiểu nhiều hay là họ không có lòng tin nhiều, họ cũng đầu tư luôn. Tại vì sao? Tại vì họ đầu tư một phần nào mà thôi để có thể đa dạng hóa. Đó là cái giá trị tài sản nó mang lại cho họ, chứ họ cũng thật sự cũng không có hiểu cái tài sản nó như thế nào đâu. Thì tại sao thường lại chia sẻ câu chuyện này với các bạn? Tại vì một trong những cái khó khăn tuy nhiên có tiền nên là họ không biết đầu tư ở đâu. Thì có thể nhiều bạn cảm thấy đây là một cái câu nói nó vô lý. Các bạn có tiền thì chúng ta mua bất động sản, chúng ta mua thêm crypto, chúng ta mua thêm chứng khoán, chúng ta mua thêm vàng, chúng ta có thể mua đủ thứ hết. Tại sao lại nói là khi mà các bạn có nhiều tiền đó thì cái khó khăn là các bạn không biết đầu tư ở đâu? Tại vì những người này họ đã có quá nhiều cổ phiếu rồi, họ sợ lỡ như mà một cái sự kiện nó xảy ra liên quan đến chứng khoán thì họ sẽ mất cái số tiền lớn. Hay là họ đã có nhiều bất động sản rồi, họ sợ lỡ như chuyện nó xảy ra thì bất động sản đã không giữ được. Họ đã có thể là có nhiều vàng rồi, lúc nào họ cũng muốn tìm kiếm những cái mảng khác để mà đầu tư. Cho nên các bạn cũng có thể thấy được là những cái thị trường như là bán tranh ảnh mà mắc tiền đó, cũng có nhiều người có tiền họ đi mua, tại vì họ chỉ muốn giữ một số lượng tiền nào đó cần thiết, tiền mặt mà thôi. Vì lý do thường vừa chia sẻ với các bạn đó là lạm phát cứ ăn mòn đi cái tiền mặt của họ, cho nên họ không muốn lưu trữ tiền mặt. Các bạn cứ nghĩ đi, đối với một người mà các bạn giả sử như là có 100.000 đô đi, phần trăm lạm phát Hoa Kỳ bây giờ là 6.5%, cứ cho đó là phần trăm thật đi, phần trăm thật có thể là cao hơn, nhưng mà cứ cho đó là phần trăm thật đi, thì một năm sau giá trị tiền các bạn đã mất đi 6.5% rồi, tương đương với lại 6.500 đô các bạn trong một năm mà thôi. Thì các bạn cứ nhân lên đi, các bạn không phải có 100.000 mà các bạn có 100 triệu thì trong một năm đó cái giá trị tiền các bạn mất cơ nào. Cho nên tiền mặt họ chỉ lưu trữ một phần nhỏ mà thôi, họ muốn dồn hết phần còn lại lưu trữ tài sản, và họ có thể có rất nhiều tài sản từ rất nhiều mảng rồi. Cho nên khi mà chúng ta nói tới Bitcoin nói riêng đó, thì Bitcoin là một loại tài sản rất là mới các bạn. Đối với Thuận đó thì Bitcoin chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là trở về con số 0, không là gì hết, tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm và chúng ta thất bại. Còn hai là Bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản cực kỳ đáng giá, là một vàng điện tử. Và nếu chúng ta so sánh thị trường Bitcoin hiện bây giờ đó, chúng ta thấy được chỉ có
439 tỷ mà thôi. Đây là cái sự so sánh Bitcoin với những cái loại tài sản khác. Các bạn thấy đây là những cái cổ phiếu. Thì hiện bây giờ đó, Bitcoin không bằng công ty Johnson & Johnson nữa các bạn, không bằng Visa, không bằng TCM. Vốn hóa của Bitcoin, chứ không phải là so sánh Bitcoin là những công ty này. Bitcoin không phải là công ty, nhưng mà chúng ta chỉ so sánh vốn hóa mà thôi. Chúng ta có thể thấy được là một công ty Amazon thôi đã là 1.000 tỷ rồi, trong khi mà chúng ta nhìn thấy được cả thị trường crypto bây giờ thì cũng cỡ đó mà thôi, 1.000 tỷ. Cả thị trường crypto chỉ bằng một công ty Amazon mà thôi. Và nếu chúng ta nói tới lại Google đó, thì vốn hóa Google là 1.200 tỷ, cao hơn cả thị trường crypto luôn. Cho nên chúng ta thấy được là thị trường crypto này đang nhỏ bé cỡ nào. Và Bitcoin thì rất nhỏ bé luôn, 439 tỷ, rất là nhỏ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng đó đã tới con số là 12.700 tỷ rồi, bạc là 1.300 tỷ các bạn. Và chúng ta có thể so sánh vốn hóa của BTC với lại những thị trường khác. Thường không phải so sánh là Bitcoin sẽ lớn mạnh và ngang hàng với thị trường này. Thôi chỉ muốn cho các bạn nhìn thấy được là cái sự khác biệt cỡ nào giữa cái vốn hóa Bitcoin hiện tại với là những thị trường kia mà thôi. Rồi thường sẽ cho các bạn biết tại sao thường làm như vậy. Trước hết chúng ta có thể so sánh với lại vàng, thường vừa chia sẻ với các bạn là 11.000 tỷ, bạc là 1.300 tỷ. Chúng ta so sánh với lại bất động sản là 340.000 tỷ. Chúng ta so sánh với lại chứng khoán đó là 122.000 tỷ. Và chúng ta có thể so sánh với lại trái phiếu đó là 226.000 tỷ. Rất nhiều các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng tiền mà Fed dùng để mà thu mua tài sản trước đây thôi đã là 805.000 tỷ rồi. Cho nên nếu chúng ta so sánh thì crypto hầu như là một hạt cát mà thôi các bạn. Nếu như mà Bitcoin được để ý đến, Bitcoin tiếp tục sống sót và tiếp tục trở thành một loại tài sản mà càng ngày càng được quan tâm hơn đó, thì các bạn cứ nghĩ đi, một phần của những thị trường này thôi, một phần nhỏ thôi vào trong Bitcoin thì giá cả sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao mà thường rất có lòng tin các bạn. Có thể là Bitcoin sẽ không lấy hết vốn hóa của vàng, không phải là tất cả vàng người ta bán rồi đem mua Bitcoin đó các bạn. Nhiều người thì nghĩ là thường nói gì không có lý, không lẽ là tất cả mọi người sẽ bán hết vàng rồi họ mua Bitcoin, cho nên vốn hóa của Bitcoin sẽ là 11.000 tỷ. Tôi không nói như vậy, cái mà thường nói đây đó là một nhà nào đó vốn hóa của BTC nói riêng đó, có thể là ngang hàng với vàng, nhưng mà vàng vẫn có thể là có vốn hóa cao hơn bây giờ. Chỉ là một phần của những thị trường khác và có thể một phần từ vàng cũng qua Bitcoin khiến cho vốn hóa nó lớn hơn các bạn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Và điều này cũng không hoàn toàn là không có dẫn chứng đâu. Các bạn thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua chúng ta đã bắt đầu thấy một số ví dụ, như là chúng ta nói tới tỷ phú Michael Saylor thì không nói rồi, đây là một người mà cực kỳ yêu thích Bitcoin. Chúng ta có tỷ phú Bill Mueller, 50% của tài sản ông ta nằm trong Bitcoin rồi, nhưng mà đây là những cái ngoại lệ. Phần lớn người ta chỉ lưu trữ một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta có những tỷ phú khác như là Mike Novogratz thì cũng lưu trữ một phần nhỏ trong thị trường crypto này, tài sản của ông ta. Chúng ta có tỷ phú Mark Cuban cũng lưu trữ một phần nhỏ Bitcoin trong tài sản của Mark Cuban. Các bạn thấy được là chúng ta đã từ từ thấy rất nhiều những tỷ phú, rất nhiều những triệu phú họ đã muốn đa dạng hóa vào rồi. Đương nhiên chúng ta không nói tới là họ lấy nửa tài sản của họ, chúng ta chỉ nói tới họ lấy là 1%, 2% mà thôi. Trong khi mà cái số lượng tiền lớn như vậy thì kết quả sẽ ra sao? Và đương nhiên không chỉ riêng là những tỷ phú đâu các bạn, chúng ta thấy được những công ty, chúng ta không nói tới MicroStrategy đi, tại vì công ty họ bây giờ hầu như chỉ đi thu mua Bitcoin mà thôi. Chúng ta có Meltdown các bạn, Meltdown là công ty đào Bitcoin cũng không nói tới đi. Chúng ta cũng có những công ty như là Tesla, Block, chúng ta có những công ty như là BlackRock thì cũng lưu trữ một phần BTC các bạn. Và thêm vào đó đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là những quỹ đầu tư, thậm chí là những quốc gia cũng lưu trữ Bitcoin luôn, như là nói tới El Salvador và nhiều quỹ ETF khác cũng có một phần Bitcoin trong đó. Cho nên đây là lý do tại sao mà Thuận có lòng tin là Bitcoin chỉ cần tiếp tục sống sót mà thôi thì vốn hóa sẽ ngày càng lớn mạnh. Tại vì từ từ sẽ có người đa dạng hóa vào trong thị trường BTC này. Bitcoin càng lâu thì cái sự tin tưởng của nhiều người càng nhiều các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Nếu bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên lưu trữ cái số tiền cần thiết đi giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn giao dịch. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.